Một góc quê hương lòng ta không chia cách bên tình nghe tiếng chúng sao xa em đã vẫn chia tình trong sao đêm. Là nhiệt độ nóng quá cả nhà ơi. Thách thức với cái nắng thì mọi người cũng tham gia cái lễ hội, và bây giờ thì thấy mọi người đang set up. Bây giờ thì cũng là 16 giờ rồi nha cả nhà. Trời nắng lắm. Cũng đi xe lượt cho mọi người xem. Theo như năm quan sát thì năm nay khu vực chợ quê ẩm thực xứ Dừa có vẻ làm về cái cổng đơn giản hơn, nhưng vẫn đậm nét văn hóa của Bến Tre nha cả nhà. Sử dụng những cái vật liệu có tại các khu vực. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi một vòng quanh khu vực bên ngoài, và chúng ta đi vào sâu bên trong để xem các gian hàng đã chuẩn bị như thế nào. Hứa hẹn một cái phiên chợ quê ẩm thực sẽ rất là náo nhiệt và hoành tráng nha. Tại vì năm nay thì rơi vào ngay cái khu vực thời điểm là lễ 30 tháng 4, cho nên mọi người tập trung về rất là đông. Và Nam nghĩ hôm nay sẽ 2.000 người về trong khu vực này.
Hello anh Tân. Xin chào Nhịp Sống Sài Gòn. Xin chào anh Tân, kênh Vi Gọt Bánh Tre nha. Ủa hôm nay chuyện gì vậy? Anh thấy hôm nay trời chuyển mưa rồi anh. Không biết là ở chỗ mọi người sao ha. Chứ ở đây là Bến Tre đang chuyển mưa. Đúng rồi, cộng cho mưa tới suốt rồi. Mưa đang nắng hạn ha. Dạ, không biết ở chỗ các bạn là sao chứ Bến Tre hôm nay là nhiệt độ là 39 độ rồi anh. Nắng nóng dữ lắm. Nắng lắm rồi, trời chuyển mưa rồi. Mà có phải đang mưa sắp mưa không anh? Do mất kính nên tối quá rồi. Trời ơi. Sau đây ở nhà thực ra là cái nắng quá gay gắt luôn. Mà anh em cũng ráng để mà đến đây chia sẻ với cả nhà hoạt động tại công viên Cây Cối. Chứ trước đây anh em mình cũng vẫn chia sẻ hoạt động, hôm nay là có một cái hoạt động như thế nào anh hả? Dịp ngày 30 tháng 4, ngày miền Nam Giải Phóng, thì tại thành phố Bến Tre có cái mở cái chợ quê xứ Dừa. Tân tân của kênh Vi Gọt Bến Tre cùng cái Nam kênh Vi Sống Sài Gòn để tiếp tục đến đây chia sẻ cho quý vị các bạn xem buổi chợ quê thế nào. Ôi vì sao nói là chợ quê? Dạ, ở đây thì giống như những cái clip trước của em chia sẻ thì chợ quê có mang tặng những cái nét văn hóa của người dân Bến Tre, những ẩm thực của Bến Tre, những hoạt động văn hóa, nghệ thuật, những trò chơi dân gian. Nó có tính chất rất là nam bộ. Nôm na hơn là dùng chợ quê thì cái từ quê thì nó đơn giản, không có xa xỉ. Giống như là những cái món ăn ở trong mình, cái quán nhà hàng khách sạn nó sang trọng hơn. Ở quê những cái món bánh dân gian như bánh bò, bánh thôi. Nhân dịp đây thì Thanh Tân xin chúc quý vị các bạn một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ và hạnh phúc. Rồi Thanh Tân với Nam tiếp tục mình chia sẻ em vui cho quê nha. Dạ rồi, cả nhà mời cả nhà đi theo chân Nam với anh Tân nha. Bánh xèo hến với nước sâm, với nước dừa, bánh cá lòng tâm. Nấu bún bò lẩu bần. Còn có bánh cá lòng tâm nữa. Mình ăn lẩu lẩu chua không? Thì mình nấu bằng me bắp. Còn này mình nấu cái phần này thì chính mình mới lấy cái bột của đó, cái chua của cái vị phần đặc trưng riêng. Này em nấu sắp. Hay mình ăn cái lẩu mình nấu bằng cái gì kia thì có vị phần nữa đặc trưng. Dạ, con chào cô. Đây là món bánh khọt miền Tây hả cô? Dạ. Này thì mình gian hàng mình được tổ chức từ ngày nào đến ngày nào hả cô hả? Dạ, 26 đến 1 tháng 5. Dạ. Cô cũng ở Bến Tre ra đây mình có thời gian hàng để mình làm hả cô? Dạ. Cái hàng của mình là ngoài bánh khọt còn có bánh món gì nữa cô hả? Đến hiện tại thì các gian hàng đang trong các cái bước chuẩn bị nha cả nhà, để chuẩn bị lên những cái menu thực đơn cho buổi chiều và tối ngày hôm nay. Hiện năm nay thì Nam thấy các gian hàng cũng khá là đông đó, và chuẩn bị cũng đẹp, trang trí cũng rất là hoành tráng. Món ăn ẩm thực thì cũng giống như mọi năm, có rất là nhiều món ăn vặt, món ăn đường phố, những món ăn tại quê hương của Bến Tre. Và đặc biệt thì năm nay Nam thấy các cái món về nước giải nhiệt cho mùa hè, những ngày nóng bức thì gần như cũng rất là phong phú. Và Bến Tre thì Nam cũng chia sẻ thêm luôn thì hiện tại thì đang thiếu cái nguồn nước ngọt để sử dụng. Và Nam cũng được thấy các đơn vị từ các nơi về đây để làm các việc mà thiện nguyện vì nước, đem những cái xe chở nước, xe bồn rất là lớn từ các tỉnh, các khu vực khác về tại Bến Tre. Đặc biệt là Nam thấy tại huyện Nhồng Trơm thì có được các cái xe về đây để mà làm từ thiện vì nước rất là nhiều. Cũng thay mặt cho người dân Bến Tre cảm ơn các đơn vị tài trợ đã có tấm lòng vàng để hướng về Bến Tre có một cái nguồn nước sạch để sử dụng trong mùa nước mặn như thế này. Và Nam quay trở lại với các gian hàng thì cả nhà thấy đó, thì các khâu chuẩn bị đã cũng rất là hoàn chỉnh rồi. Thì vì ngày thứ hai để hoạt động
và được tổ chức vào ngày 26 của tháng 4 đến ngày 1 của tháng 5. Trong suốt ngày lễ thì các gian hàng được có những cái hoạt động từ có thể là từ khoảng 2-3 giờ chiều gì đó trở về đến 9-10 giờ đêm, cho nên các anh chị ở gần ở xa có thể thu xếp thời gian đến đây tham quan và thưởng thức những cái món ẩm thực của chợ quê xứ Dừa Bến Tre nha. Rồi, ghé qua nhân hàng xăm ướp lạnh nhà làm ha. Dạ, mẹ nấu. Mẹ nấu hả? Nhà mẹ nấu hả? Dạ, đây nè. Cái này, ta nói nhà làm này xăm mẹ nấu. Dạ, mẹ nấu bán. Quá đã, quá mát cả nhà ơi. Ăn Nam này như là tí. Dạ, nhà hàng. Nhà hàng Ăn Nam. Và mỗi lần ở quê thì có giá. Ủa đây cái này nước sâm còn cái chai này nước gì vậy? Chai trà tắc ăn tắc nó tắc. Chai tắc. Lúc trước mình nghe mình lúc thằng bánh xèo uống đó. Rồi thôi thôi về được. Tên tên hai chai này nữa đi. Ba ba. Ừ lấy lạnh đi. Chai này lạnh không? Dạ không luôn. Này để tao lạnh. Rồi. Mẹ nấu. Không, mẹ nhà mẹ nấu. Dạ, xong mẹ nấu. Cho vô một chai cũng được. Canh này nè. Thôi cho thêm một chai đó đi, cho em thêm hai cái này. Tính tiền hết cho anh. Cái tẩy đá không anh? Xong, cho mấy cái đá vô đây cũng được em. Dạ. Rồi cho tăng. Ừ, cho tăng thêm độ lạnh. Cái ly anh uống không? Thôi khỏi ly, cho anh uống này được rồi. Rồi tính tiền, mãi có tính tiền rồi à. Rồi đó rồi. Vậy anh trả cái này. Bao nhiêu một chai em? Dạ 10.000 em. Rồi 4. 3 chai 30. 3 một chai nữa. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Ok. Cảm ơn em. Em hút thêm cái nhà hàng này đăng ký nó có đẹp. Xin chào cả nhà.
giống này giống nhập mấy ngoài đúng không anh? Mình nhập mình. Quá nắng rồi này, mới ghé qua một cái được tặng cái quạt. Nhiệt độ hiện tại bây giờ là chắc cũng phải 38 độ. Thì giờ địa phương thì bây giờ cũng 17 giờ 15 rồi. Bây giờ hả? Dạ, yeah, 17 giờ 15 phút rồi. Cái món này giống như là kiểu kem mà. Sốt rồi. Sốt phô mai hay gì đó. Sốt phô mai. Năm nay là tại vì thấy nó tổ chức cũng phong phú rồi hả? Có những món ăn đồng miền quê Nam Bộ, có những ăn cũng cao cấp từ nhà hàng đem ra đây. Thì nói là nhà quê mà cái gì cũng nhiều cái món khác biệt xíu. Dạ. Thì
cá đó quê hương chút xíu. Dạ. Những con gà đậm chất quê hương mà dân cũng mang từ trong trong nhà hàng mang ra thì cũng là cũng hơi xa xỉ hơn chút xíu ha. Xa xỉ, chế biến cũng cầu kỳ rồi, nhìn trong cũng trang trí cũng bắt mắt ha. Nón lá là biểu tượng cho đời phụ nữ Bến Tre nè. Dạ. Chiếc áo bà ba gì đội nón lá rồi. Nhưng hiện tại bây giờ đó là dạ. Hay vắng hẳn, hay là lẽ là hôm nay là thứ bảy đúng không anh? Bảy rồi. À, mọi người đi làm là hết ngày hôm nay đi về quê. Có một số công ty thì làm hết ngày hôm nay, thì một số đoàn thể người ta được nghỉ sớm nghỉ bù, bắt đầu ngày mai nghĩa là chắc học đi buổi tối tí. À, chợ quê xứ Dừa diễn ra tại công viên con cối của tỉnh Bến Tre thì chỉ có từ ngày 26 tháng 4 dạ. Đến hết ngày 1 tháng 5 dạ. Cũng nhân ngày lễ lớn thì quê hương xứ Dừa tổ chức ngày chợ quê ha. Thì ai có bà con anh chị em nào ở gần đây thì cứ ghé chợ quê này tham quan cho biết và thưởng thức những món ăn dân dã rất là ngon luôn. Hôm qua ăn cũng nhiều lắm á, nhiều khi có karaoke rồi đúng các thứ đó ha. Tối nay em thấy là có một cái chương trình biểu diễn ca nhạc, chắc các ca sĩ có mời khách mời về đây đó anh ạ. Có tiền rơi rồi nhặt cả người đến mất rồi chứ. Nhìn rồi nhìn thấy no cái hương thơm ngào ngạt. Cái này mà mình đem theo có tô cơm đóng rồi mình thì hửi cái mùi xong rồi mình ăn không no. Ôi cho đẹp kìa. Bún đồ cái gì? Con này biết phải bún đồ. Đi xì ba rồi á. Đi xì ba. Ba về làm ngon kìa. Ba mắc tiền rồi. Mua dùm gì chú hết không 200 dạ, cảm ơn. À, đây là hàng ban tổ chức hả? Trước giờ đóng chức đâu. Từ quê xứ Dừa. À, đến thời điểm này thì đã hơn 15 giờ đúng không? Dạ. Hơn 17 giờ chứ. À, 17 giờ 30 rồi. À, cũng đông thôi, chưa đông lắm á. Tại vì còn nắng. Cũng là thời tiết đẹp, mà là 6 giờ vẫn còn mặt trời, là chưa có tối. Thành ra bây giờ là rất là vắng khách, chứ tí nữa đi là động lắm á, trời mát mẻ. Thì thời tiết nóng quá đi, vô đi còn nắng nóng quá là ngại đi lắm. Hiện tại thì nhiệt độ cũng còn rất là nóng. Mà nhưng dành tính giờ là cũng đông rồi chứ. Hai anh em đi miệt mài chơi giờ mệt quá, ngồi nghỉ xả hơi.
giờ còn giảm xuống còn 33 cũng được. À chắc là mấy trăm hả anh? Kem em lấy ơi. Kem đi, kem đi. Thì đến đây thì Thanh Tân cũng đến đã nói là tạm chia tay quý vị các bạn, hẹn lại gặp lại quý vị các bạn trong video sau. Nhân dịp đây chúc quý vị các bạn một ngày kỷ lễ thật là vui vẻ và hạnh phúc các bạn nhé. Nam Kinh Nhịp Sống Sài Gòn cũng cảm ơn quý khán giả đã ủng hộ kênh của anh Tân và anh Nam, và đây thì nhân dịp lễ thì chúc cho cả nhà có một ngày lễ thật là vui và hạnh phúc và an toàn nha, và cũng đừng quên ủng hộ kênh của hai anh em. Rồi, hẹn gặp lại các bạn video sau kênh nhé. Bye bye. Bye bye.